cơn ác mộng của Honda HR-V chính thức mở bán với giá 400 triệu đồng, hứa hẹn gây sốt vì quá đẹp. Vào ngày 14 tháng 5, Geely đã ra mắt một mẫu xe mới có tên là Geely Icon Protagonist 2023, với giá khởi điểm từ 118.900 RMB, tương đương 400 triệu đồng. Mẫu xe mới có chủ đề là nữ độc lập, đặc biệt hướng đến nhóm người tiêu dùng nữ. Geely Icon Protagonist 2023 được xây dựng dựa trên nền tảng BMA của Geely, cũng là nền tảng cho Geely Binru E và Proton X50, Geely Binru và Link và Co 6. Nhìn chung, Geely Icon Protagonist 2023 được trang bị nhiều tính năng và công nghệ hiện đại như các chức năng hỗ trợ lái xe nâng cao cấp độ 2, như cảnh báo va chạm và hỗ trợ trạch làn đường, được hỗ trợ bởi radar phía trước, tích hợp ghi hình lái xe, hình ảnh toàn cảnh 540 độ để điều hướng và đỗ xe, điều khiển từ xa trên điện thoại di động và vệ sinh buồng lái tự động. Geely tuyên bố rằng những chức năng mới được bổ sung này được nhắm mục tiêu tới các tài xế nữ. Được định vị là một chiếc SUV cỡ nhỏ, kích thước của Geely Icon Protagonist 2023 lần lượt là 4.350mm x 1.815mm x 1.620mm, với chiều dài cơ sở 2.640mm. Về ngoại thất, Geely Icon Protagonist 2023 áp dụng thiết kế thân xe hai màu xám núi lửa cộng tím neon, tay nắm cửa ẩn phổ biến và xe chạy trên bánh xe 19 in. Bên trong kho nách cabin, Geely Icon Protagonist 2023 được trang bị các tính năng mới như cửa hậu chỉnh điện và rèm che phía sau. Nội thất mang lại cảm giác ấm áp với vải trang trí màu xanh nhạt trên nền màu be và đèn nội thất 72 màu. Đáng chú ý nhất là vô lăng ba chấu bọc vật liệu đen, bảng đồng hồ 10,25 in và màn hình điều khiển trung tâm 12,3 in. Hệ thống thông tin giải trí trên Geely Icon Protagonist 2023 được hỗ trợ bởi hệ thống Galaxy OS. Bên dưới màn hình điều khiển trung tâm là hai cửa gió điều hòa. Bảng điều khiển trung tâm trông bận rộn với núm xoay, cần số và giá để cốc. Ngoài ra, buồng lái hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt và tương tác bằng giọng nói để tương tác với hệ thống thông tin giải trí. Sức mạnh của Geely Icon Protagonist 2023 đến từ động cơ 1.5T với công suất tối đa 133kW và mô men xoắn cực đại 290Nm kết hợp với hộp số DCT 7 cấp. Tốc độ tối đa của Geely Icon Protagonist 2023 là 200km/h, thời gian tăng tốc 100km/h chính thức là 7,9 giây, và mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện là 6,3 lít 100km, theo nhà sản xuất ô tô. Geely Icon Protagonist 2023 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Cross và Honda HR-V tại thị trường Trung Quốc.